Giới thiệu với tất cả anh em, đây là con Nationa RX5004. Thì đối với những ai đã chơi con 5006 rồi sẽ cảm nhận được là cái chất âm của cái dòng RX này rất là hay. Và đặc biệt đây là phiên bản 5004, mặc dù là cái model trước cái model 5006 nhưng chất âm của em này rất là hay. Nó chỉ khác biệt ở cái con 5004 đó là nó không có trang bị hai cái đèn vu, còn chất âm là hay hơn 5006 nha, rất là hay luôn. Bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của nó. Bố cục của em này cũng y chang con 5006 luôn. Chúng ta sẽ qua bài nhanh một tí nữa. À, ôi giọt nước mắt ngà cho cuộc tình sầu. Trong cơn mộng người tìm về bên em và gọi thầm tên em, nhưng trên cánh mi sâu ngày dài vẫn qua mau, em tựa lá úa màu cho cuộc tình ngày sau. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.